Cách để dạy chó ngồi xe máy đi chơi như người. Hãy cùng xem mình nhá. Kim chi ngồi. Rồi bắt đầu quay. Cà chua ngồi yên đấy nha. Cà chua thì chưa ngồi xe máy bao giờ nên là đang hơi run đây. Mình sẽ phải đặt cà chua ngồi lên đây, hai tay là cho lên ghế trước. Và lúc đấy thì chân mình sẽ kẹp nó người nó lại. Đây mọi người nhìn này, nó sẽ rất là sợ. Bà này bà rất sợ và em không dám nhìn, không dám đứng à. Nên là bây giờ mình phải dậy nhá. Các cô ngồi yên nào. Ở chỗ kia thì xe lại cộ đi lại đông quá nên là mình phải ra đoạn đường này, đường vắng để cho cà chua ngồi tập ngồi xe máy đây mọi người ơi. Cà chua ngồi yên đấy nhá. Đấy, giữ cho ngồi yên này. Nào cà chua đi nào. Ngồi ngoan, ngồi ngoan. Ngồi yên. Ngồi yên nào, cà chua, ngồi yên. Cho xuống chạy bộ bây giờ, ngồi yên. Mới đầu tập ngồi xe máy thì mình sẽ cho cà chua ngồi và đi rất là chậm. Khi mà cà chua nó có ý định là nó nhảy xuống hay là sao đấy, mình sẽ dùng tay mình giữ lại, giữ cà chua lại, không cho nó xuống và giữ nó vào cái vị trí rất là ổn định. Đấy, ví dụ như lúc này dám ngồi xe máy chưa. Bây giờ mình sẽ cho cà chua chạy bộ để xem chạy bộ và ngồi xe máy cái nào thích hơn nha. Cà chua đi đây. Chạy nhanh. Hình như bà này chạy mệt rồi, muốn trèo lên xe mọi người ạ. Đây, thấy chưa? Sau khi cho trải nghiệm cái cảm giác là chạy theo xe và ngồi trên xe thì mọi người có thể thấy đấy. Bà này bà tự trèo lên xe luôn này, nhìn này, trèo lên xe rồi ngồi luôn nhá. Cho nên là đấy mọi người ạ, nếu mà chó nó cứ ngồi trên xe nó dậy ấy, thì mình cho chạy bộ chạy theo xe, cho nó biết cảm giác là sự khác biệt, cái nào sướng hơn. Ngồi yên nào, được chưa? Bây giờ mình cho ngồi trên này là đảm bảo là ngồi ngoan này. Ngồi yên nhé. Ngồi yên ngoan. Mọi người thấy không? Bây giờ ngồi trên
xe ngoan luôn. Cái tội không chịu ngồi yên trên xe thì cho xuống chạy bộ. Ok, coi như hôm nay đặt chỗ học đến đây thôi nhé. Hôm khác đi chơi tiếp, ok chưa? Giờ đi về nhá, ngồi yên nào, đi về thôi.